tốt nghiệp với văn bằng y khoa, y học khoa, nha khoa hay phục hồi chức năng là dễ tìm được việc làm còn thời gian nhất. Sau Andrew Norton thực sự nghiên cứu quá trình xác nhận điều đó. If you've done something quite professional, like a health course or engineering, nếu anh học nghề, ví dụ như các khóa về y tế hay kỹ sư, anh sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Nhưng nếu anh học những khóa chung chung như là văn chương hay khoa học, anh sẽ mất lâu hơn để tìm được việc làm toàn thời gian. Thông thường sau khi tốt nghiệp, anh sẽ phải mất khoảng 4 tháng để tìm việc nhanh nhất. Nhưng thực trạng này